Sáng ngày 2 tháng 12, Ban chỉ đạo 35 quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Quang Phong, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí chuyên viên phòng tổng hợp Ban tuyên giáo Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo 35 quận. Năm 2022, Thường trực Ban chỉ đạo 35 quận tích cực tham mưu giúp Ban thường vụ Quận ủy, lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, các chi đảng bộ trực thuộc Quận ủy, Công an quận, Ban chỉ huy quân sự quận, các phòng ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội quận và cấp ủy cơ sở tăng cường tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời chủ động nắm bắt định hướng tư tưởng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm, phát hiện xử lý kịp thời linh hoạt các thông tin tình huống để việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đạt hiệu quả cao. Ban chỉ đạo 35 quận cũng tổ chức tập huấn, cung cấp kỹ năng viết bài, xử lý tình huống trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, khai thác thông tin chia sẻ các thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục một số hạn chế đã chỉ ra, năm 2023, Ban chỉ đạo 35 quận tiếp tục tham mưu cho Ban thường vụ Quận ủy, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết 35 ngày 2 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Cùng với đó, chỉ đạo hệ thống chính trị cơ sở nắm chắc địa bàn, kiên quyết làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ thư ký, nhóm cộng tác viên ban chỉ đạo quận nhằm tổ chức các hoạt động hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.